Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Xơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số phần lan, và lan này là lan hoàng nhạn nhé mọi người. Lan hoàng nhạn là một loại lan đơn thân rờ gió, được rất nhiều các bác anh chị chúng ta ưa thích và dặn mua. Thì cái loại này nó nổi tiếng là bởi vì cái đặc tính thứ nhất là hoa cực kỳ đẹp nè, cái thứ hai là hoa rất là thơm nhé mọi người. Nó là một trong số 3 cái loại nhạn thì mọi người nên sưu tầm trong vườn nhà. Thì có hoàng nhạn nè là nó, tiếp theo là hồng nhạn, rồi tới bạch nhạn. Thì trong 3 loại nhạn thì hoàng nhạn này là quý hiếm nhất nha, và giá cũng cao nhất. Thì hôm nay em về cũng được ít phần thôi. Và hoàng nhạn này là hoàng nhạn tháng 4 nhé mọi người. Hoàng nhạn thì nó có hai loại, hoàng nhạn tháng 4 và hoàng nhạn tháng 8. Hoàng nhạn tháng 4 tức là cái mùa nở hoa nó vào tầm tháng 4 tháng 5, còn tháng 8 thì hoàng nhạn tháng 8 thì cái mùa hoa của nó rơi vào tháng 8, 9, 10, 11 gì đó. Và nói chung là hai loại hoa nó cũng y chang nhau thôi, nó chỉ khác cái mùa nở hoa. Thì hoàng nhạn tháng 4 này thì giá rẻ hơn hoàng nhạn tháng 8 rất là nhiều nha. Một phần hoàng nhạn tháng 4 này thì chỉ bằng một cái mầm nhỏ hoàng nhạn tháng 8 thôi. Thì mọi người chúng ta không có điều kiện thì cứ sưu tầm cái hoàng nhạn tháng 4 này về chơi cũng y chang thôi. Hôm nay về em cũng về được một ít phần thôi. Nói chung là cái mùa này thì đã qua cái mùa nở hoa của nó ở trong rừng rồi. Hoa đây, hoa nở gần rồi, gần tàn rồi. Thì đây em sẽ quay mọi người sơ về cái mắt hoa nó. Mặt hoa nó cái lúc nó đang tươi là đẹp lắm nhé mọi người. Và thằng này cũng rất là thơm luôn, em cầm xa xa vậy mà ngửi thơm lừng à. Nên mọi người chúng ta mua cái loại hoàng nhạn này về trồng thì năm sau tới cái mùa hoa nó được vừa ngắm hoa đẹp này, nó vừa hương thơm lan tỏa khắp vườn luôn. Thì chắc chắn mọi người mua loại lan này tới cái mùa nở hoa chắc chắn sẽ cực kỳ hài lòng luôn. Nói chung là cái loại nhạn này thì nó cùng với Nghinh Xuân đó mọi người, là hai cái loại mọi người nên sưu tầm trong vườn nhà. Thì cái hoàng nhạn này nó cũng hiếm lắm, lâu lâu mới có thôi, trúng đợt mới có thôi chứ không có nhiều đâu, nhiều khi dặn miết cũng không có đâu. Và hôm nay thì em chia ra làm một số phần đều nhau nhé mọi người. Thì một phần nó tầm cỡ 11 về đó, thì trong đó có giờ lớn giờ nhỏ. Thì nói chung giờ lớn cũng không có nhiều đâu mọi người đó. Đa phần thì các cái dê nhỏ nhỏ thôi. Tuy nhiên những cái dê này thì mọi người về trồng năm sau thì vẫn cho ra hoa vô tư nhé, nhỏ vậy thôi mà vẫn hoa được bình thường, không sao cả đó. Thì em lướt qua số phân cho mọi người nhé. Một phần 11 dê đó, cũng ít mầm to thôi. Nói chung hàng rừng mà thì có dê xấu dê đẹp đó, dê to dê nhỏ nó cũng không đều nhau, nó cũng không xanh tươi giống như hàng trồng đâu. Tuy nhiên cái loại đây về mọi người trồng rất là dễ nhé, hàng rừng về trồng khỏe lắm đó. Loại này thì mọi người có thể về ghép gỗ lũa hoặc trồng vào chậu than vỏ thông lớn nha mọi người. Đó, nó loại rễ gió thì cái giá thể trồng mọi người không cần quá kín giống như là trồng hoàng thảo đâu. Thì mọi người cứ trồng than vỏ lâu thông lớn cục đó. Đó, thì nó dần nó mọc rễ ra, nó bám vào đó, rễ nó thì nó tổng hợp dinh dưỡng từ không khí nên là nó cũng không, nó chỉ cần cái phần giá thể để bám vào thôi, và cái giá thể đó giữ thêm ẩm cho cây để cây nó phát triển là được. Thì mọi người muốn cây nó phát triển nhanh tốt hơn thì có thể tạo ra thêm một số cái tiểu cảnh giống như là ao hồ sông suối nhỏ nhỏ vậy, để cung cấp thêm độ ẩm trong không khí để cây nó phát triển tốt hơn là được. Đó, thằng này mùa hoa tầm tháng 4 tháng 5 nhé mọi người, và đã qua cái mùa hoa của nó rồi thì mọi người chăm làm giống năm sau có hoa. Đó. Nói chung là cái này về khỏe lắm mọi người, cái hoàng nhạn này rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Về mọi người trồng khó chết lắm. Đó, mọi người cứ về trồng như lan bình thường thôi, ghép gỗ lũa hoặc trồng vào chậu than là được. Đây, thì một phần như vậy là có giá 300.000 nhé mọi người. Nó 11 dê thì có dê to dê nhỏ, thì có dê to thì chỉ ít thôi, nói chung là nó không có nhiều dê to đâu. Đó, em quay sơ qua số phân cho mọi người xem nhé. Đó. Đó. Rồi một phần là 11 dê nhé mọi người. Giá của một phần hoàng nhạn là 300.000, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu nhé. Và mọi người mua hoàng nhạn này về trồng làm giống năm sau tới cái mùa hoa chắc chắn là mọi người sẽ rất là thích luôn. Nó xứng đáng từng đồng tiền bát gạo của mọi người bỏ ra luôn. Hoa rất là thơm này, cực kỳ thơm luôn á. Đẹp, thơm, mọc thành từng chùm đẹp lắm. Và mọi người lưu ý là khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó là đối với khách mua lần đầu. Còn khách quen thì mua thoải mái. Các bác anh chị muốn mua thì có thể nhắn tin tên địa chỉ rõ ràng kèm theo số phân hoàn nhãn muốn mua tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nhé. Mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Nhiều khi mọi người gọi thì nhiều khi em nghe điện thoại khách đó, nó lại bị sót đơn mất đó. Rồi các bác các anh chị không biết nhắn tin thì có thể gọi điện trực tiếp cho em nhé, nhưng mà nếu biết nhắn tin thì nhắn tin giúp em. Rồi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.